Vâng, thưa quý vị và tất cả các bạn, đoàn bonsai sinh viên là một đạt bô. Một đoàn xe và một đoạn đàn bò. Tổng cộng đến chiều ngày hôm nay ở Nam Định là 25 xe. Và đoàn chúng tôi thì đang di chuyển vào tham quan giao lưu vườn Bắc Thành Vàng, Nam Định. Đây là một trong những cái vườn cây rất là đẹp. Ông chủ cũng bóng bẩy ấy nhà. Mình mấy chục ngày nay người đen kít đây. Ôi giời, đây. Đây cho anh em nó sửa. Quá bóng luôn này. Chào ca sĩ. Hello anh, xin chào mọi người. Nói gì đi. À, xin chào mọi người và ngày hôm nay rất là cảm ơn tất cả các cô chú, các anh chị em là những người đam mê nghệ thuật hoa, cây cảnh và bonsai vẫn tiếp tục theo chân cùng với các anh chị em trên hành trình bonsai xuyên Việt. Và ngày hôm nay thì đoàn chúng tôi đang có mặt tại quê hương Nam Định và giới thiệu với mọi người đây cũng là quê hương của em luôn. Thế nên là ngày hôm nay em đã đứng giữa cái cầu Tân Đệ giao giữa Nam Định và Thái Bình để em đón mọi người. Và bây giờ chúng ta đã có mặt tại khu vườn của chú Thành Vàng. Đây là một khu vườn mà trước đây em cũng đã có dịp được đến đây và được giới thiệu với mọi người trong một vài số được phát sóng trên Bonsai Châu Giang. Nhưng mà lúc đó thì cái khu vườn này chưa được quy hoạch như thế này. Ngày hôm nay thì để đón được đoàn của chúng ta thì chú Thành Vàng đã dành một khoảng không gian rất là đẹp. Các cây đã được quy hoạch lại đâu vào đó. Và bây giờ xin mọi người sẽ cùng với ekip sẽ tham quan tất cả những cái cây thật là đẹp, những tác phẩm vô cùng đẹp tại vườn của chú Thành Vàng. Tại đây thì có những cái tác phẩm mà nó đã có tới cả mấy trăm năm tuổi. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin được mời mọi người cùng theo chân Phương Hoa để di chuyển vào cái khu vườn phía trong của chú Thành Vàng ạ. Ok, chào đón Phương Hoa lại tiếp tục đồng hành cùng đoàn bonsai xuyên Việt. Đây ạ, giới thiệu với mọi người. Tại vườn của chú Thành Vàng thì có một cái điều khác so với các cái khu vườn mà em đã có vinh dự được đến ạ. Thì tại đây rất nhiều cây cổ ạ. Có thể nói là cây cổ và rễ của chúng thì gần như là đã dính liền lấy nhau và còn thậm chí là nguyên là một cái bộ rễ là không có cái phần hở nào ạ. Bây giờ thì mọi người sẽ cùng quan sát những cái siêu phẩm tại khu vườn của chú Thành Vàng đấy ạ. Rất đẹp ạ. Từ bệ rễ đến dăm, đến tay, cành lá và đang bật chồi rồi, rất đẹp ạ. Ok. Tuyệt vời. Vâng ạ, em chào anh. Trong khu vườn này thì cái điểm nhấn chính là rất là nhiều những cây xanh cổ. Nói về tuổi như thế nào thì có lẽ là chưa có một cái công nghệ gì để đo là chính xác cả. Tất cả đều là một cái sự cảm nhận theo cái kinh nghiệm của mỗi người. Và anh Minh Dưỡng cũng là một TikToker rất là nổi tiếng trong làng cây. Anh cũng đang nhen nhóm vào những ý tưởng rất là khác biệt đấy ạ. Đây là một trong những cái đôi xanh cổ của chú Thành Vàng rất là nổi tiếng, bởi vì là nó có những cái giá trị rất là khác biệt so với những cây trực thông thường. Đây gọi là cái cây xanh trực cổ nu. Trên thân nó thì mọc rất là nhiều những cái cục nu nhỏ. Mà cái nu nhỏ như thế này thì thường thường chúng ta hay gọi nó là những cái cây xanh đã nhả ngọc. Và ngọc nó đã nhả trên rất là nhiều vị trí, cả những cái kẽ này nó cũng ra cho chúng ta. Đó.
ngoài thì rất là nhiều cây to ạ. Còn chú Thành đã quy hoạch bên trong lại là những cái chậu bonsai nhỏ và nhỏ, nhưng mà đúng là ở đây là nhỏ nhưng cũng có võ, nên là mời mọi người tiếp tục vào phía trong. Đôi xanh Trực Huyền này là một trong những đôi xanh rất nổi tiếng. Đẹp quá. Những người đẹp bắt đầu tạo dáng để... Rồi, tạo đi. Ba cái cô hoa hậu của đoàn bonsai xuyên Việt đang tạo dáng bên bộ đôi tác phẩm Trực Huyền rất là nổi tiếng. Ok, vừa đủ view luôn. Chúc mừng các người đẹp, quá hay luôn. Đấy, người nào cũng trắng nhưng mà đi chỉ cần đến 18 ngày nữa thôi thì đảm bảo là không, đảm bảo là ngăm ngăm da trâu nhìn lâu mới thấy đẹp. À, đây có một cái bộ ba xanh cổ nhỏ nhỏ. Xin chào, chuẩn bị chưa đủ chưa? Chất tuyệt vời đúng không ạ? Một khu vườn quá đẹp. Đều là những cây xanh cổ quý. Một chuyên gia phân tích để cây đến từ Lâm Đồng. Em cũng đang chia sẻ kinh nghiệm để anh em trong hội. Vâng, anh chia tiện anh chia sẻ luôn đây luôn trên kênh YouTube Nghệ Thuật Bonsai luôn. Cái tư tưởng của anh. Có mất wifi sao mà không có tiếng nhỉ? Không có hình. Anh không cần chơi tiếng anh ạ. Anh chỉ chơi mỗi hình anh ạ. Mấy hôm vừa rồi em cũng quay phim, em chỉ có chơi mỗi hình, không cần chơi tiếng luôn ạ. Đề nghị nói tiếng đi. Anh bị mất hình rồi. Mất tiếng. Bản thân nó là một cây cổ nhưng mà được sửa theo lối mới. Mà đây nó mới là long cổ nhá. Long cổ là cái tay một ở bên phải. Một cái người chân nhỏ nhắn nhưng mà lại một có đây cái trình độ không biết là sâu sắc về cây cổ tay nó phải tay một bên. Ok, chúng ta sẽ vào lướt qua không gian chỗ này một chút. Bộ ba này. Về chi tiết thì quý vị các bạn sẽ theo dõi trên kênh Nghệ Thuật Bonsai. Đây là một trong những cái video mà tôi ghi hình để mang tính cập nhật thông tin và hình ảnh thôi. Còn em bé. Mà không phải là câu chuyện trộm đâu mà là kể cả người chơi vào bê cũng còn khó. Mình với bà xã là tranh cãi nhau về cái chuyện cái trùng quặm, gọi là trùng quặm. Bà bảo phải làm này, những cái loại này thì cứ một tay xách được 2-3 cây chứ. Đúng rồi. Và còn nu cục luôn. Vâng. Gọi điện đi đâu ạ? Ở trong cái khu này thì là những cái cây nhỏ và phân thành các khu khác nhau. Ok.
Ở đây có rất là nhiều những cái cây mẫu đơn già. Cái gốc rất là quý. Một cái xanh mà nó toàn nu không. Cái này nó toàn nu không này. Còn cái nu này. Dạ. Cũng kê đấy. Thấy không? Trên đây xe đang chặt quá. Ok. Chiều báo cáo tốt, tốt, tốt. Càng tốt. Chiều anh ra mới là đồng ngũ. Ok. Chuẩn bị rồi, chuẩn bị rồi. Dưới đấy là đã chuẩn bị rồi. Mọi người giao lưu chia sẻ hỏi kinh nghiệm rất là nhiều, và đây là một trong những điều mà đoàn bonsai xuyên Việt muốn thực hiện, một cái chương trình rất là lý thú và rất ý nghĩa để cho mọi người được có cái cơ hội mà giao lưu với nhau, chia sẻ với nhau những cái kinh nghiệm. Rất quý. Rất đẹp. Đây là một cây làm đương đại. Phong cách nhìn nó khác biệt so với những cây xanh cổ. Đấy gọi là cái cây làm than lôi mới. Đó, toàn cảnh không gian đây, rất là nhiều thứ. Vai chim rất đẹp. Và ra quay cái lòng này. Rồi. Cái lòng ở kia mà. Đã to hơn cái phi. Rồi. Còn nhiều cây long to như thế lắm. Chiều nay chúng ta về điền xá thì sẽ được thăm một cây long rất đặc biệt. Đó, đây là toàn cảnh nha. Và cái không khí bây giờ thì chúng tôi đang rất là vui vẻ. Mọi người đang chăm chú cắm cây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi lịch trình, hành trình của đoàn bonsai xuyên Việt.